Chào tất cả bạn, hôm nay thì mình lại có một chuyến đi rừng tiếp. Và mình đang ở cái chỗ để xe đây, đã lên đỉnh rừng rồi. Hôm nay thì mình đi cùng hai ông anh nữa. Thì hôm nay thì mình sẽ đi tìm những cái cây nhân trần hay là những cái nấm lim xanh hay là những cái cây chuối rừng ở trong cái cánh rừng này các bạn. Chúng ta bắt đầu đi vào rừng, phải đi qua một cái đầm lầy này. Đây xin xin đầy đây các bạn, đây cũng là lên lần đào gấp rồi. Và vẫn đang đi tìm đây. Nhưng mà có vẻ rừng này là không có cỏ gì nhỉ. Toàn cây bụi cả, cây to không có luôn. Anh Viên à. Cái nấm lim xanh quý hiếm này. Cái này thì mọc khoảng 2 cm thôi. Rất là nhỏ. Cây mai vàng á. Trên này có mấy gốc lim mà người ta đi mòn hết rồi. Cây mai vàng này. Cái này thì nó mọc ở vườn keo. Đấy, nhỏ mình sẽ mang và mình trồng. Ở đây thì mai kia người ta phát cái cây keo hoặc là cắt cây này người ta đốt nó lại chết luôn. Ô, cái này có mấy cây nhỏ đi nhỉ? Rồi sẽ khai thác cái cây mai vàng này. Đào chi tiết từng rễ. Trần mai vàng miền Bắc. Cái phải dòng mấy năm nữa thì nó mới có hoa được. Đấy. Cái này cây này về rồng luôn, sống 100%. Cho vào sung luôn. À còn quấn nhỉ, cái này. Có tứ bóng nhỉ? Có mà, em có. Cho tứ bóng. Anh em dồn hàng ngang đi, hết một cánh rừng này luôn. Chỗ này mình thấy một cái cây quả tím tím. Cái này là cái quả hương bài. À, ngày xưa mình cũng đi đào rất là nhiều cái cây này, đào đi bán ấy. Nhưng mà mấy năm gần đây thì mình không thấy người ta thu gom nữa. Đấy, trên rừng có rất nhiều cái cây này. Không biết là nó có công dụng hay làm để làm cái gì đây. Mình ngồi nghỉ một lát. Chỗ này thấy cái này đẹp. Cái này là cây thang, nhìn rất là đẹp. Cái này có thể ăn được. Đây một chùm nữa. Thang đỏ. Bây giờ anh em mình đang tìm ở những cái vườn keo này xem là có cái nấm lim xanh không các bạn. Đấy, thì thường là những cái cây keo này người ta trồng ấy, người ta phải chặt cái rừng đi là nó còn những gốc lim và nó mọc lên ở đó. Cái này rộng quá. Chỗ này mình thấy rất nhiều cái nấm lim xanh các bạn này. À đây này. Đó. Cái nấm này thì nó còn đang nhỏ. Cái tuổi đời của nó thì tầm khoảng hơn 1 tuần thôi. Cái này này, những cái này mà nó mà lớn lên thì mọc kinh lắm, to đùng luôn, nhưng mà bây giờ nó đang nhú. Không có quả. Em tìm thấy mấy cái cây nấm lim nhiều á, nhưng mà toàn nó nụ. Ở đây có rừng bạch đàn đẹp thế nhỉ? Rừng già đây. Chụp cái dầu lột xác. Cho chuyển một cánh rừng khác rồi nhỉ? Đây là không có cái gì hết, đi hẳn một cánh rừng bên này rồi các bạn. Đấy. Và cái vườn keo này nó cũng có gốc lim nhưng mà nó toàn nấm nụ, nhiều người đi quá. Thì mãi mới thấy một cái cây nhân trần này. Hay cây này để làm giống nữa. Đúng rồi, chính nó đấy. Đúng đây. Nhân trần thì thấy vẫn đây. Anh em mình vừa đi một vòng, bây giờ lại tiếp tục di chuyển một cái cánh rừng khác. Cánh rừng này không có cái gì, bây giờ sang đi tìm chuối xem. Anh em đến đây thấy một cái cây quả ngõa. Bóng bắt mấy con này về tí chăn rùa. Rùa ăn mấy con này á? Quay con này về ăn, lấy cả quả này, rùa nó ăn con này. Đây này. À, rùa ăn con trẻ tràng nhé. Ăn chẳng, nó ăn quả, ăn rùa rừng 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 đấy. Ờ, nhiều nhỉ. Đây này. Như cái quả dưới này nó chưa ăn ấy. Em thử ăn quả này xem. Ngon mật đấy. Ngon không? Ngon. Ngon. Mắt xin ta. Ngon đấy nhờ. Một con này bạn. Chào ông cây đấy em. Này. Ngọt. Để mặc giày em chèo đây. Điên à? Nào
Tranh nhau ăn với lại cả sâu bọ. À, đâu? Đấy. Tí nhựa bám đầy. Mấy quả làm cả bao luôn. Cái này nhiều á. Nhiều quả này. Làm lưng bao về ăn. Ngon không? Trên này nhiều này mà. Đấy. Mình sẽ hái. Ui. Đây một quả này. Cái này nó ngọt lắm các bạn. Ngọt lắm. Ăn tại gốc. Ăn tại gốc bao giờ ngon các bạn. Bên trong ngọt. Nó kiểu như có mật ấy. Anh em tiếp tục một hành trình đi cánh rừng mới. Khám phá một cái điều gì mới đây. Anh em mình thấy tiếp một cái cây hoa mai vàng này. Và sẽ đánh về trồng. Cái này thì nó có hai cái cây này, nếu mà uốn được thì rất là đẹp này. Mang về trồng. Cái này tầm 10 năm nữa thì mang so với cây của bố vợ nhỉ. Thì 10 năm nữa thì bằng cây của bố vợ bây giờ thôi. Còn lớn to nữa. Cổ tay cổ chân mà. Cái này vâng. Chim nó cảm hạt nó mọc lên, nó rơi. Cái này nó lên hai cái nhánh này nhỉ. Thật sự là hàng rất nhiều nhỉ, nó ra cái củ củ ấy được bao nhỉ? Không ăn được đúng không? Không có gì. Mình đang đi chữa cái bạt cây chuối rừng đây, nhưng mà không thấy nải chuối nào. Ta di chuyển đến một khu vực khác, cánh rừng khác rồi. Chỗ này thì rất là nhiều chuối nhưng mà lại không có quả các bạn. Đây mình vừa thấy một cái buồng chuối rừng này. Và mình tìm tít ở bên dưới kia thì một bạt nhưng mà không có nữa. Đấy, chỗ này chắc phải tầm 1.000 cây chuối. Vài nghìn cây mới có một vài buồng còn sót lại đây này. Cái này quá đạt, quá già, nó không phải thử đâu. Quả này chín rồi. À. Đây. Ăn là hơi ngon ngọt à. Rồi. Cây nở này chín quá, già quá rồi. Đây. Ăn được mà, ăn ngon mà. Già quá dựng xuống này. Quả sinh đôi luôn này. Sinh đôi. Đấy. Buồng này được 2, 4, 6, 8, gần 10 quả. Là hết rồi, hết hẳn một cái rừng, chuối rừng đây. Để mỗi lại không? Nhà mình đi rừng từ sáng đến bây giờ, quãng đường rất là dài, đi chắc phải vài km đường rừng. Bây giờ nghỉ trưa một lát, xuống cái suối này đun cái bếp xong là một lát ăn trưa một chút xong lại lấy sức đi tiếp. Làm miếng thịt to đấy. Ăn này là đi rừng này là hơi sang đấy. Thanh niên chất dài vai rộng ăn miếng thịt thì phải to 4-5 triệu rồi. Từ sáng giờ chưa kiếm được gì. Sáng tính ra chưa kiếm nửa được miếng thịt này. Chiều ăn đấy, chiều đi kiếm tiếp. Đàn này không, cái này mất đi ạ. Chết rồi. Kè bè đã sôi rồi. Ống này thì anh em mình sẽ dùng để mà
nấu mì tôm. Bên đây là thịt đây, đã vàng rồi. Đây là cái bàn ăn Viên vừa thiết kế xong, công phu quá vậy, giải đến cái bờ đá nữa. Được rồi, mát quá nhỉ. Lấy ra khỏi bếp mà vẫn hơi sụi ụt cơ. Ôi chuyển địa điểm à. Nước sôi này. Ui, ngon quá. Đổ vào đây á. Ờ, cái này thì khác gì là để tủ bóng. Cái hộp kia nó cũng là nhựa. Có cái để cầm. Có cái để cầm cho nó. Nào ấy, phải mang bát đi thế. Ui, ngon. Đây là nước chấm này. À, đây là cái xiên thịt ngon này. Một lúc. Ui, nó vàng ngon này. Ấy, mong nước đây đây. Mở dần lên. Ui. Sài Gòn Huda. À, tủ lạnh ngoài trời. Thêm cả món này nữa. À, đây có cái tủ lạnh của thiên nhiên. Lạ cửa, liệu có mát không? Mời các bạn nhá. À, nhiều dao rồi. Được chiến. Ui chà, xin mời các bác. Thịt nướng nướng củi rừng này ăn nó chất hơn là nướng ở nhà không? Đấy, có rào rĩa đây. Ấy. Tuyệt vời ông mặt trời. Mà xịt à? À, ngon. Đấy, tây rồi không? Nóng quá. Tây nó ăn ăn sang rồi không? Mình cũng ăn sang uống bia Sài Gòn. Thịt nướng cả tảng. Thịt này, ta để lên rất là lập, rất là ba ngày rồi.